Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airgroup ăn chia tổng giải thưởng là 500.000 top cần lớp nè các bạn. Thì chương trình Airgroup này nó chỉ random cho 80 winner thôi các bạn. Thì đây là một dự án của chạy trên nền tảng của Terra sắp sửa ra mắt các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lưu sử phần link mô tả của mình, của bạn đăng ký một cái tài khoản trên lớp Market nha các bạn. Thì đăng ký thì các bạn cũng như email, tên, mật khẩu của mình vào xong các bạn. Sau đó thì nó gửi về cho tất cả các bạn một về email của bạn một cái chìa khóa là 30k, các bạn nhớ luôn chìa khóa lại nha các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào một Airdrop fanpage nè. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Rồi các bạn điền địa chỉ với Terra của tất cả các bạn, thì các bạn mở địa chỉ với coi 98 của tất cả các bạn này ra. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn, các bạn tìm cái đồng chữ Luna. Đâu rồi ta? Rồi Luna này các bạn. Rồi các bạn bấm một nhận này các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chạy về đây đi, các bạn dán vào đây các bạn. Terra Wallet nè. Rồi các bạn bấm sell nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi ngay ta các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục thì các bạn submit URL website của token Lomarket này, thì các bạn thì cái link đăng ký các bạn đã tạo tài khoản đầu tiên nè các bạn, mình nhấp vào nè các bạn. Rồi thì các bạn nhập vào ba anh cùng nè các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn bấm vào mục setting. Rồi các bạn lướt xuống thì các bạn sẽ gặp được một cái link ghép của mình, các bạn copy link ghép này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lại các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái hồi nãy nè các bạn. Link sự kiện này nè. Rồi các bạn dán cái link liên kết của tất cả các bạn vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tweet nè. Dự án này mà bạn nào mà trúng một cái là rất là có giá trị nha các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào apply work. Ủa sao mình đã tự quyết rồi mà các bạn. Để mình coi em kêu. Mình đã tự quyết rồi mà sao không được các bạn. Để mình xóa cái tự quyết này các bạn. Có những dự án nó làm rất khói quá. Xóa tự quyết đi. Rồi các bạn vào đây các bạn làm lại các bạn. Cho biết, cho mọi người biết lý do tham gia cộng đồng. Đây để làm sao, thường là đăng test như gì là nó sẽ được các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu đi các bạn, chờ cỡ 2-3 phút các bạn. Rồi mình để qua mình kiểm tra các bạn. Rồi bấm đã test nè. Ok. Rồi tìm lót lại trang các bạn. Cái mục này nó rất là giá trị luôn, nhưng mà làm không được tức đó. Để mình lót lại trang các bạn. Những mục khác thì nó trang cũng được luôn ta. Đó giờ sao có bị cái này, sao giờ bị cái này. Rồi bỏ vô mục đó đi, mục đó mình làm sao các bạn. Rồi Twitter nè. Rồi vào đây các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi mình xử lý cái nhiệm vụ kia sau các bạn. Rồi bấm vào continue nè. Rồi tiếp tục follow liquid nè. Không có gì khó hết. Rồi trên liquid thì các bạn follow qua. Mình đã follow rồi các bạn.
Halloween follow nữa. Mình đã follow rồi, mình bắt up đây nè, mình continue. Tiếp tục retweet nè. Rồi vô đây các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn tweet lên nè. Tweet quá, Twitter mình không biết vì sao nữa. Vì sao là tôi mang liền. Rồi các bạn hay nè, tiếp tục bấm vào một refer. Đây là link ghép của tất cả bạn để các bạn đi lấy giới thiệu cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một ship code nè. Rồi thì cái mã này thì mình có để dưới phần link mô tả các bạn chi việc copy và dán vào các bạn để nó mới mở khóa được cho các bạn. Cái mã này là quan trọng nhất nè. Rồi các bạn copy nè. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi tiếp tục visit cái edit nè. Rồi các bạn bấm vào join community nha các bạn. Rồi các bạn like luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm vào continue nè. Rồi các bạn bấm vào upload nha các bạn. Xác nhận cấp trả. Chào lâu quá ta. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh channel nữa. Channel nữa. Bấm click here. Mở Telegram lên. Rồi tất cả các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm continue. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm continue nha các bạn. Rồi còn cái mục này mình khám phá xong qua nay mình bị cái này hoài ta. Để mình vào mình xóa cái bài hồi nãy kìa. Xóa tweet nãy bài đầu tiên. Để qua đây kìa. Để yêu cầu gì mà sao tweet không được ta. Giờ tweet đây các bạn. Visual Bookmate bước dương. Đây thì mình copy 5 người bạn của mình đi các bạn. Mình vào đây lại. Cái dòng này hôm qua nay mình đã bị lỗi mấy lần. Rồi mình xóa bớt cái dòng này đi các bạn. À các bạn sorry các bạn, mình nhớ rồi các bạn. Chỗ này có hai dấu gạch nè. Các bạn dán cái dòng chữ của các bạn vào đây đi. Các bạn khen dán nó gì đi, các bạn đang test nè. Rồi không được nữa thì mình xin sorry các bạn cái mục này nha các bạn. Rồi không được luôn. Rồi mình cũng đã hết phép rồi các bạn ơi. Vậy video mình cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.